Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy nè, em thấy hiện nay xu hướng có rất là nhiều người thích ăn chay, đặc biệt là trong dịp trước và trong mùa Vu Lan này. Anh Huy biết sao mà em nói vậy không? Sao? Bởi vì có rất là nhiều quý vị khán giả đã viết thư về cho chương trình, yêu cầu chương trình hãy hướng dẫn những món ăn chay dễ làm, ít tốn thời gian. Em nghĩ là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình cũng nên đáp ứng yêu cầu món ngon trong tích tắc cho quý vị khán giả thôi. Dĩ nhiên là anh em mình phải cố gắng tạo ra nhiều món ăn chay càng ngày càng ngon hơn nữa rồi. Dạ. Mà anh Huy thấy là ăn chay ăn riết rồi anh em mình cũng ghiền đó. Đặc biệt là ăn chay thì ăn nhiều rau củ sẽ làm cho cơ thể nhẹ nhàng thánh thoát hơn. Với những người mà kiêng ăn để giảm béo thì ăn chay là một biện pháp tốt nhất đó. Nhưng mà em thấy ăn chay thường là cách chế biến cũng khá là đơn giản. Không lẽ là mình chế biến như vậy thôi hả anh Huy? Cũng tùy món đâu Phương à. Có những món ăn chay rất cầu kỳ, phức tạp, chế biến rất công phu. Nhưng cũng có món ăn chay rất là đơn giản. Chẳng hạn món ngon trong tích tắc ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ragu chay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng vào bếp với món ngon trong tích tắc của ngày hôm nay, ragu chay. Để chế biến món ragu chay, chúng ta cần có khoảng 150g khoai tây bi, lọt vỏ chiên vàng, một trái ớt, tỏi tây, 100g cà rốt, thêm chay 100g, tàu hũ ki, 50g đậu bí bo, bột bắp, cà chua cô đặc, màu dầu điều, một trái dừa, một số gia vị thông dụng và không thể thiếu nước tương đậu nành Lisa. Cà rốt chúng ta sẽ bào cho sạch vỏ, rửa sạch, sau đó chúng ta tỉa hoa để làm cho cái món này thêm sinh động. Anh sẽ cắt dày khoảng chừng 2cm là được rồi. Heo chay này chúng ta cũng cắt vuông miếng vừa ăn, do đó trước hết là chúng ta sẽ cắt đôi phần này ra. Anh Huy ơi, với món ragu chay này á thì mới nhất thiết là mình phải sử dụng heo chay đúng không anh? Chúng ta sử dụng heo chay cũng được, nhưng mà nếu quý vị thích chúng ta cũng có thể thế cái heo chay bằng xúc xích chay nè. Hay thậm chí chúng ta cũng có thể sử dụng đậu hũ, cắt miếng vuông vừa ăn, chiên vàng lên. Cũng rất là thích hợp cho món ragu này đó. Hay quá, em sẽ lưu ý điều này. Quý vị khán giả thân mến, nếu như không sử dụng heo chay thì chúng ta có thể thay thế bằng xúc xích chay hay đậu hũ chiên miếng cũng được. Tiếp theo là phần tỏi tây này, chúng ta cũng cắt miếng xéo xéo vừa ăn. Cái này là tỏi tây hay là mình còn có một cái cách gọi khác là hành bò rô đúng không anh Huy? Đúng rồi. Rồi, mọi việc căn bản đã xong. Khoai tây này thì anh Huy cũng đã sơ chế rồi. Chúng ta lột bỏ vỏ khoai tây, sau đó chiên vàng lên như thế này. Tất cả các nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi. Bây giờ thì tới công đoạn là chế biến đúng không? Đúng rồi. Trước hết là chúng ta chiên cái heo này cho nó lên cái màu thật là đẹp. Khi mà chảo nóng, chúng ta sẽ cho một ít dầu vô. Rồi, anh nghĩ là chảo nóng rồi đó. Để cho heo vô chiên được rồi. Rồi, bây giờ sau khi mà heo nó lên cái mặt vàng đẹp này, Phương cho qua một bên. Đây, tiếp tục chúng ta cũng sử dụng cái chảo này. Bắt đầu cho thêm một chút xíu dầu nữa ha. Em phi thơm, hành bồ rô nè, đảo đều cho thơm và lên màu. Tiếp tục anh Huy sẽ cho phần cà rốt này vô. Xào cà rốt luôn. Rồi tiếp tục là anh Huy sẽ nêm một muỗng đường nè. Nhớ là muỗng cà phê nha. Mình nêm trực tiếp vào đây luôn ha anh. Đúng rồi, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp theo anh Huy sẽ cho cà chua bát vô. Đây là cà chua cô đặc để làm cho cái hỗn hợp này lên cái màu thật là đẹp. Bây giờ tiếp tục anh Huy sẽ cho cái khoai tây bi vô xào chung luôn. Wow, thơm quá. Như vậy là được rồi, tất cả đều hòa quyện với nhau và cái cà chua này nó cũng lên cái màu thật là đẹp. Đây, nồi này anh Huy sẽ dùng để nấu, cho hết cái nguyên liệu này vô, cho cái heo vô luôn. Để cho cái món ragu này được cái màu thật là đẹp thì anh Huy có thể cho một chút xíu màu dầu điều vô để xào chung. Chúng ta tiếp tục sẽ cho khoảng 2 chén nước dừa tươi vô. Đây, một trái dừa, khoảng 2 chén nước dừa tươi. Nấu món chay mình sử dụng nước dừa này á thì sẽ giúp cho món ăn của mình ngọt nè. Được chưa hả anh Huy? Gần được rồi, em bình tĩnh đợi anh cho cái đậu bi vô. Khi mà chúng ta cho đậu petit beurre vô một chút xíu để cho đậu dừa chín tới vẫn còn màu xanh thì chúng ta sẽ sử dụng cái bột bắp này hòa loãng với nước và chúng ta cho vô một chút xíu để tạo cái độ sệt cho món ragu này. Đây, anh cho vô, em quậy đều và anh canh độ sệt. Anh sẽ cho khoảng một muỗng cà phê nước tương đậu nành Lisa vô để tăng cái mùi hương cho món này. Như vậy là được rồi, em có thể tắt lửa.
Đây. Màu sắc á, thì là bắt mắt rồi. Có màu xanh nè, màu đỏ nè. Mà cái nước ragu sành sạch sành sạch. Ngọc Hương nghĩ á, ăn với bánh mì, cơm hay bún đều là tuyệt vời. Ừ. Tiếp tục anh Huy sẽ cho một miếng tàu hủ ki vô để trang trí nè. Dạ. Miếng ngò nữa hả anh Huy? Miếng ngò rí cho đẹp. Món này chúng ta cũng có thể chế một ít nước tương Lisa ra, sắc dài lát ớt để chung, dọn kèm. Và một ổ bánh mì cắt lát nướng thật là nóng, lên ăn rất là hấp dẫn. Bây giờ anh Huy chỉ còn muốn lên một ít để cho Ngọc Hương thưởng thức nữa là xong. Đồng ý, anh Huy múc đi anh Huy. Cà rốt nè, dạ. Đậu bé tí bo, anh gấp cho em một miếng hèm chay. Dạ. Đây, mời em. Cảm ơn anh Huy. Các loại rau củ thì vừa chín tới mềm nhưng mà không hề bị nát nha. Gia vị thì nêm nếm rất là vừa ăn. Em nghĩ đây đúng là món ngon trong tích tắc. Món ngon trong tích tắc. Quý vị khán giả thân mến, với món ragu chay thì chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị một món ăn chay ngon, làm phong phú thực đơn của bữa cơm gia đình. Chúc quý vị sẽ thành công và ngon miệng. Đừng quên viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.